Kính thưa các bạn, hôm nay Tuyết Dạ xin chia sẻ một chủ đề nói về Sài Gòn đang trở về và đi theo tiến hóa của lực kinh thượng cổ. Cho nên các bạn thấy lúc này Sài Gòn cũng hơi có một cái gì đó lạ lạ, mà Sài Gòn rất là cũng như là im đềm, là tại vì Sài Gòn đang theo một cái chiều hướng mà trở về đó các bạn, chứ không phải là cũng như là cái chiều hướng mà tiến tới. Tại sao mà nói về Sài Gòn mà theo cái chiều hướng mà đang trở về? Tại vì người Việt Nam của chúng ta là người cũng như rất có phúc hậu, người tu rất là nhiều. Cho nên cái Hòn Ngọc Viễn Đông này á, là ngày xưa các bạn có biết rằng là rất là đẹp. Người ta nói Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Là hả, Sài Gòn á, là bây giờ đang hả cũng như là trở về những cái sự đẹp đẽ của ngày xưa. Những cái ngày xưa các bạn biết không, những nữ sinh mà tà áo dài rồi các bạn, rất là đẹp luôn. Sài Gòn ngày xưa thì đẹp lắm, thì bây giờ á, coi như là hả đang trở về theo cái sự tiến hóa của giống như lực kinh cổ, là kinh thượng cổ, mà đang xây dần theo một hướng, một chiều để qua cái đời Tân. Qua cái đời Tân tức là đời Thượng Nguyên Thánh Đức đó các bạn. Cho nên nhiều khi các bạn thấy Sài Gòn sao mà dạo này im lắng, thì im lắng mới đúng là cái thời xưa. Chứ nếu mà hả náo nhiệt mà cũng như những cái gì mà hả sập sình, những tất cả những cái gì mà trái ngược lại thì hả đâu có đúng, đúng không các bạn? Thì Sài Gòn đang quay ngược về cái thời xưa đó các bạn. Thời mà Sài Gòn mà giống như là có những cái tiếng nhạc vu vơ đó các bạn. Đó là bắt đầu Sài Gòn dần dần mà đi theo cái chiều hướng đó. Đây là hả gọi là định lực của thiên nhiên mà theo kinh cổ nha các bạn. Tức là hả kinh lực thượng cổ để lại. Đó, để lại để nói về hả Hòn Ngọc Viễn Đông, chứ không phải là nói về cái vấn đề mà hả Sài Gòn. Là tại vì biết sao không, tại vì người mình á là tu rất là nhiều, cho nên đây là một cái phước báo để coi diệt hết tất cả những người hung ác, để dành lại cái sự hả im ái cho những người mà giống như là người ta tu tập, người ta hành đạo trong ở sống trong một cái Hòn Ngọc Viễn Đông á các bạn thấy không. Thì ở trong cái vùng đất Sài Gòn có rất nhiều chùa. Bây giờ còn những cái chùa cổ, những cái chỗ mà rất là linh thiêng ở đất Sài Gòn nữa các bạn thấy không. Thì cái những cái chiều hướng này á là sẽ trở về đó, trở về thượng cổ, là trở về theo ngày xưa. Tự vì cái thượng cổ á là tuy rằng cái đời Tân là cái đời khác biệt, cái đời Hạ Nguyên, nhưng mà đây là coi như trở về, tất cả đều trở về hết luôn á các bạn, chứ không phải riêng về Sài Gòn. Nhưng mà tại sao Sài Gòn trở về một cách rất là nhanh? Là tại vì Hòn Ngọc Viễn Đông này có những người mà người Sài Gòn người ta rất là tốt bụng, thương người, yêu thương đồng loại. Cái tình thương mà nó cảm hóa được tất cả, coi như đây là hả vũ trụ trời đất đã sắp xếp cho cái Hòn Ngọc Viễn Đông để trở về một cái sự mà vu vơ, một cái sự mà ngày xưa đó, những cái tiếng nhạc mà đông đưa nhẹ nhàng đó các bạn thấy không. Sài Gòn rồi từ đây sắp tới coi như là Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn nhẹ nhàng, Sài Gòn không có còn mà giống như kẹt xe nữa. Và Sài Gòn giống như không có còn mà giống như bây giờ mà có cái chuyện mà hả trộm cướp hay tất cả những gì hết. Tất cả những người Sài Gòn sẽ dần dần bắt đầu sẽ giống như toàn là những người mà hiền lành không à. Những người tu nhân tích đức thôi mới tồn tại trên cái đất Sài Gòn. Cho nên Sài Gòn là bắt đầu tiến hóa để qua kịp cái thời thượng cổ. Cho nên nhiều khi thấy cũng như là nói ủa sao Sài Gòn dạo này cũng hơi lạ quá. Thấy làm như là hả toàn là đóng cửa, toàn là im điềm không à. Thì như vậy nó mới đúng theo cái luật mà hả trời đất vũ trụ đã sắp xếp bao nhiêu ngàn năm rồi. Đó, nếu như mà không đúng thì cái con đường tâm linh này hả đâu có đúng sự thật, đúng không các bạn? Phải đúng như vậy thì con đường tâm linh mới linh hiển. Thì trong kinh cổ có câu là chừng nào mà đất dậy trời thay xác thì chư Phật thánh tiên xuống ở trần. Thì cái câu này á là tại sao mà có cái câu này là dành cho đất nước Việt Nam mà không dành cho bao nhiêu hả cũng như quốc tế mà trên quả địa cầu này luôn luôn là nói đến Việt Nam không? Là tại vì người Việt Nam mình á là người tu rất là nhiều, đã coi như Thượng Đế đã chọn coi như là đất thánh địa, là coi như là nước Nam là đất thánh nha các bạn. Đó đã chọn rồi. Cho nên hả nửa sao nè, là coi như là hả khi mà bây giờ là bắt đầu nè mở hội tam kỳ phổ độ, mà để hả phổ độ cứu vớt chúng sanh, tất cả những chúng sanh nào á
mà giống như là được tu tập là được cứu vớt hết luôn các bạn ơi, để cho đất nước Việt Nam giống như hùng mạnh nè, đất nước Việt Nam rất là đẹp, đất nước Việt Nam xe theo cũng như là một cái chiều hướng mà trong kinh mà thượng cổ đã để lại đó các bạn. Nào mà có cũng như gia đình mình mà có những cũng như là ông nội ông ngoại mình hay ông cố mình, tất cả những cái còn cái cuốn kinh cổ mà ngày xưa đó các bạn, đó những cái lực mà cổ điển ngày xưa để lại đó. Nhà Tuyết Già thì có được ba Tuyết Già là bên về giáo sư Hán Văn nè, rồi ông ngoại của Tuyết Già cũng cụ nhà Nho nè, nói chung là có những cái lực đó để cũng như kinh lực để lại cho mình đó các bạn. Cho nên một phần nào Tuyết Già cũng hiểu biết trong cái vấn đề mà cái sự mà thay đổi sắp tới đây, là tại vì thay đổi là mình nói cái chuyện thay đổi thôi, chứ thật sự là trở về nha các bạn, trở về tất cả đều trở về hết luôn. Đây rồi mình sẽ trở về những cái thời xưa đó, những cái thời mà giống như hiếu đạo nè, trung hiếu nè, hiền lành nè, tốt bụng nè, nhân nghĩa là bắt đầu sẽ trở về hết đó. Rồi cứu vớt ai nè, quay lại cái sự cứu vớt là cứu vớt ai, cứu vớt những chúng sanh còn đinh ninh nơi bể khổ đó, mà trốn đô thành ăn chơi xoa đọa thì đang cứu vớt đó các bạn, đang cứu vớt tất cả những chúng sanh mà nào mà ở chốn đô thành ăn chơi xoa đọa, là coi như chuyển hóa cho cái người đó giống như là sẽ đi theo cái con đường Phật pháp. Tự dưng có những người bây giờ rất là lạ luôn, đang nhậu nhẹt, đang cũng như chửi thề, đang rất là hung dữ, mà các bạn thấy tự nhiên có cái người đó hiền dễ sợ, rồi người ta đi tu rất là nhiều đó, các bạn thấy có một cái sự lạ không? Đó là cái sự gọi là chuyển đó các bạn, nó chuyển hóa cho nhân loại để đất nước Việt Nam mình trở thành một cái đất nước mà gọi là thánh địa. Thì thánh địa thì dĩ nhiên là người phải hiền đức rồi đó các bạn. Đó, Tiết già học và biết để chia sẻ để cho các bạn biết rằng Sài Gòn như thế nào mà bây giờ nó im điềm như vậy đó, nhưng mà cuộc sống vẫn bình thường, tại vì Thượng Đế đã ban hồng ân cho những người mà giống như tu nhân tích đức, thì người Việt Nam mình có trong đó cho nên không có sao đó. Mà nếu như nếu mình gặp được thiền Bát Nhã rồi mà mình không xuống thì coi như là mình mãi chờ nơi nơi gì nơi bãi biển, nơi cái bờ bến, nơi cái bãi biển, tất cả những cái cơn đại hồng thủy đã nổi dậy hết rồi, mình vẫn còn linh đinh nơi biển trần đó, mình rất là đau khổ. Còn nếu như mà ai mà đã hiểu ra, đã ngộ ra, giác ngộ ra rồi thì đã bước một chân rồi các bạn ơi, đã bước chân lên thuyền Bát Nhã rồi. Tại sao thà Sài Gòn mà lại quá thành sông? Cho nên các bạn có biết rằng là cái lý do này là họa Âu Tai Á sẽ lần lượt thay phiên nhau, tức là họa Âu Tai Á là nếu như mình theo Âu nó theo Âu á là coi như là một cái họa từ Âu Á, từ cái Âu Châu, từ tất cả mình theo Tây theo Âu là mình mang một cái họa tới. Trong khi mình là người Việt Nam, mình là người cũng như Á rồi, thì mình theo một cái thuần phong mỹ tục của người Việt Nam mình, giống như ngày xưa thì sao, cái sự cha mẹ mình sao dạy mình sao, hiếu đạo sao đó, làm việc sao, thì mình đi y như vậy á, là coi như mình sống rất là cũng như là thanh nhàn mà hạnh phúc, coi như không có lo khổ đau. Đó là Tiết già chia sẻ để các bạn hiểu rằng mà lực Âu Á này coi như là quả Âu mà Tai Á sẽ lần lượt mà thay phiên nhau nha, thay phiên nhau cũng như dụng cái lực thiên đình á mà để diệt phạt những người mà gọi là vô đạo đó. Trong cái kinh mà để như vậy, vô đạo tức là không tu nha các bạn, chứ không phải là mình nói là thôi giờ mình vô đạo là mình không có đạo là thôi giờ mình nhảy vô đạo đi rồi mình quy y đi, hay là mình giống như là mình đi theo đạo gì đó, nhưng mà mình vô đạo mà mình không tu cũng không có được. Tức là mình nói cái đây là nói vấn đề không tu chứ không phải là không đạo nha các bạn. Đó thì người hữu phước là đã để chân trên thuyền rồi, cho nên những kẻ mà gọi là giống như vô phần á là còn còn theo theo cái gì, yêu ma cám dỗ đó các bạn, cám dỗ đi theo những cái con đường tà gian mà làm chuyện gian ác, không biết mình làm chuyện gian ác. Các bạn biết không, có nhiều khi mình ngồi mình nhậu nhẹt, mình bỏ tiền ra mấy triệu bạc rồi về mình bệnh gần chết, mình ung thư nè, rồi mình bệnh gan bệnh phổi, mình đâu có biết đâu đó quỷ ma nó cám dỗ nó, hoặc là mình đi theo cờ bạc, mình đi theo những cái chuyện mà xấu xa đê tiện đó, các bạn thấy không, là quỷ ma nó cám dỗ mình. Cho nên nếu mình biết như vậy á thì mình phải vững tâm cái con đường tu hành của mình
đó, để đi theo cái sự mà trở về của cái sự tiến hóa của cái lực mà kinh thượng cổ đó, để cho Sài Gòn vẫn đẹp. Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, đó dần dần là Sài Gòn sẽ rất là đẹp, công ăn việc làm của người Sài Gòn từ từ sẽ giống như phục hồi trong 2022 này đó, rồi ha, dần dần á, tự vì dịch bệnh sẽ có chứ phải là không, mà chỉ diệt người hung ác thôi, chứ không phải là diệt giống như là người nào hiền lành là phải là dứt khoát là phải còn để lại để chi biết không, để cũng như là tiến hóa theo cái chiều hướng mà thượng cổ, để dần dần mà giống như là đi qua một cái thời mà thượng quân thánh đức đó các bạn. Nói tiếc già thấy gì cũng đáng mừng cho người Sài Gòn, tại vì Hòn Ngọc Viễn Đông á là coi như nếu như á mà nếu tất cả mà trong chúng ta ai cũng tu tập hết thì cái Hòn Ngọc Viễn Đông này á là sẽ chuyển biến theo cái chiều hướng rất là tốt. Nó không có phải mà để mà nước ngập như ngày hôm nay, hoặc là những cái chuyện xấu xa, những cái chuyện mà gọi là giống như đe dọa cái sự sống tất cả những gì đó. Tiết già luôn luôn lúc nào cũng nghĩ cái sự tốt đẹp cho tất cả hết đó, cho nên Tiết già phải ráng học mà giống như để tìm ra những cái gì mà nếu như cái gì mà thấy không có tốt, không có được và đẹp lắm thì Tiết già chia sẻ để các bạn cùng Tiết già mà mình ráng tu tập, rồi mình ráng hồi hướng, rồi và ráng cũng như là cầu nguyện cho cái đất nước của mình được giống như là chuyển hướng theo một cái chiều hướng tốt đó các bạn. Nếu mà nhiều người mà tu rồi á thì các bạn có biết rằng là Việt Nam mình á là đẩy mạnh rất là nhanh luôn, tại vì Việt Nam mình sau này là có vua đó thánh đức ra, cũng như là có Minh Vương Thánh Chúa ra đời, thì Việt Nam mình sau này là một cái đất nước hùng mạnh mà nếu mà nhiều người tu nữa thì coi như cái sự đẩy mà rất là nhanh đó các bạn. Tiết già xin chia sẻ và xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng tinh tấn tu hành để cho Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi. Video Tiết già chia sẻ đến đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.